Đệ tử quy phép tắc người con, đọc tựa phép người con. Thánh nhân dạy hiếu để trước, kế cận tín, yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn, ở nhà phải hiếu. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải tăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ no, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương hiếu không có, cha mẹ ghét thiếu mới tốt. Mặt ta cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe vui khan tiếp, dùng khóc khuyên đánh không cận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tang 3 năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt. Tang đủ lễ cúng hết lòng. Xuất tắc đệ, anh kính thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ ván nào xanh, lời nhượng nhịn tức giận mất. Hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau. Lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ ghé tai. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính nuôi đứng. Phải xuống ngựa phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đứng phép. Đến phải nhanh nuôi phải chậm, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Cần sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Rửa mặt xong phải đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Ngủ phải ngay, nút phải gài, vớ vào giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định. Chớ phớt bừa tránh dơ bẩn, áo quý sạch không quý đắt. Hợp thân phận hợp gia đình, với ăn uống không kén chọn. Ăn vừa đủ chớ quá no, tuổi còn nhỏ chớ uống rượu. Uống say rồi rất là xấu. Đi thong thả đứng ngay thẳng, chào cúi xong lại cung kính. Chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. Vén rèm cửa chớ ra tiếng rẽ kiệu rộng, chớ đụng góc. Cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Không làm vội, vội sai nhiều, không sợ khó chớ qua loa. Nôi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất tiếng lớn. Người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Mượn đồ người trả đúng hẹn, sao có cần mượn không khó. Tín và nói ra tín trước tiên, lời dối trá sao nói được. Nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh. Lời gian xảo từ bẩn thỉu, nói tầm thường phải từ bỏ. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Phàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh chớ mơ hồ. Kia nói phải đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa vẫn còn kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa không cảnh giác. Thế chỉ học đức chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắng. Nếu ăn uống hoặc quần áo không bằng người không nên buồn. Nghe nỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe nỗi vui, người hiền gương dần gần gũi. Nỗi vô ý gọi là sai, nỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn nỗi, nếu không sửa nỗi chồng thêm. Yêu bình đẳng, phàm là người đều yêu thương. Che cùng trời ở cùng đất, người hạnh cao danh tự cao. Mọi người trọng không bề ngoài, người tài năng tiếng tự cao. Được người phục chẳng do khoe, mình có tài chớ dùng riêng. Người có tài chớ chỉ trích, không nịnh giàu chớ khinh nghèo. Chớ ghét cũ không thích mới, người không
rảnh chớ não phiền, người bất an chớ quấy nhiễu, người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói chuyện. Khuyên người thiện tức là thiện, người biết được càng tốt hơn. Khuyên người ác tức là ác, ác cùng cực, tai họa đến cùng khuyên thiện cùng lập tức. Nỗi không ngăn đôi bên sai, hễ nhận cho phân biệt rõ, cho lên nhiều nhận lên ít, sắp cho người trước hỏi mình. Mình không thích phải mau ngưng, ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn báo ơn dài. Với người ở thân đang tránh, tuy đang tránh lòng độ ngược, thế phục người, người không phục, lý phục người, người mới phục. Có dư sức thì học văn, không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người làm. Nếu gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng, tin điều trọng, mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chưa đọc, thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông, tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bắt tránh, chữ viết ẩu tâm không ngay. Xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong để chỗ cũ. Có tuy có gấp xếp ngay ngắn, có sai hư liền tu bổ. Không sách thánh bỏ không xem, che thông minh mở tâm trí. Chớ tự chê đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm thừa. Gần người nhân cùng là người khác tộc loại, thô tục nhiều nhân từ ít, đúng người nhân người kính sợ, nói thẳng lời không dễ nịnh. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần nỗi ngày giảm, không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. Ha ha ha,